hồi thứ hai mươi ba nễ chính bình khỏa thân mắng giặc cát thái y đầu độc bị hình tào tháo muốn chém lưu đại và vương trung khổng dung càn rằng hai người vốn không phải là địch thù với lưu bị nếu thừa tướng chém đi tôi e mất lòng tướng sĩ tháo liền tha tội nhưng cách tuột cả chức tước lẫn bổng lộc và muốn tự khởi binh đến đánh huyền đức Khổng Dung can rằng. Này đường mùa đông, trời rét, chưa nên động binh. Đợi sang xuân cũng chưa muộn. Thừa tướng nên sai người đến chiêu an trương tú, lưu biểu trước đã. Rồi sau hãy tính đến từ châu. Tháo nghe Khổng Dung sai lưu diệp đến dụ trương tú. Diệp đến tương thành, trước tiên vào gặp già hồ, khoe ngợi thịnh đức của tào công Hồ lưu diệp ở lại nhà mình. Rồi hôm sau vào gặp Trương Tú. Nói chuyện việc Tào công sai lưu diệp đến Chiêu An. Trong khi đang bàn chuyện, chợt báo có sứ giả của viên thiệu đến. Tú cho gọi vào. Sứ giả trình thư. Tú xem xong. Đó cũng là thư Chiêu An. Giả hồ hỏi. Mới rồi viên tướng quân cất quân đánh tào tháo. Được thua thế sao? sư giả đáp trời đông tháng rét còn tạm bãi binh nay thấy tướng quân cùng lưu biểu ở kinh châu đều có phong độ của kẻ quốc sĩ cho nên sai tôi lại mời hồ cười nói người về nói với bản sơ anh em trong nhà còn chẳng dung được nhau nữa là quốc sĩ thiên hạ nói rồi xé vụn lá thư ngay trước mặt sứ giả rồi đuổi sứ giả về Trương Tú nói Hiện giờ viên khỏe Tào yếu Này xé thư mắng xứ Nếu thiệu đến đánh Thì làm thế nào Hồ nói Không bằng Theo với Tào Tháo Tú hỏi Trước ta đã có thù với Tào Tháo Hắn dung sao được ta Hồ nói Theo Tào Tháo Có ba nhẽ phải Một là Tháo phụng chiếu thiên tử Đánh dẹp thiên hạ hay là bây giờ thiệu đương cường thịnh ta lực bé mà đi theo nó chẳng cho vào đâu tháo đương yếu được ta theo tất mừng ba là tào tháo có chí lớn mưu nghiệp bá vương tất không nghĩ đến thủ riêng để rõ đức tốt với bốn bề xin tướng quân đừng ngần ngại tú nghe hồ mời lưu diệp vào tương kiến diệp tâng bức thịnh đức của tào tháo lên và nói nếu thừa tướng còn nhớ oán cũ sao lại sai tôi đến đây kết hiếu với tướng quân tú mừng lắm lập tức cùng giả hổ đến hư đô đầu hàng tú vào bái yết tào tháo lạy ở dưới thềm tháo vội vàng nâng dậy nói những lầm lỗi nhỏ xin đừng để bụng bèn phong tú làm dương vũ tướng quân phong giả hổ làm chấp kim ngô sứ lại sai tú viết thư sang chiêu an lưu biểu giả hổ đứng lên thưa lưu biểu thích kết nạp những bậc danh lưu nay nên sai một danh sĩ đi mới có thể chiêu hàng được tháo hỏi tuân du ai đi được khổng văn cử có thể đi được đấy tháo lấy làm phải du ra gặp khổng dung nói thừa tướng muốn có một danh sĩ xung vào chức hành nhân ông có nhận được chức này không dung nói tôi có người bạn tên là nễ hành tự là chính bình tài giỏi gấp mười tôi người ấy nếu được hầu ở bên cạnh vua không những là sai đi sứ được và có thể sung chức hành nhân nên tiến lên để thiên tử dùng rồi viết cay tờ biểu dâng thiên tử bài biểu như sau tôi nghĩ nước lớn ngập tràn vua mong người giúp tìm khắp bốn phương mời đón những bậc hiền tuấn xưa vua thế tông kế vị mở rộng cơ nghiệp gặp buổi thịnh trị mọi kẻ sĩ hưởng ứng đến giúp bệ hạ là bậc minh quân vâng nối nghiệp lớn gặp phải ách vận lo bận suốt ngày núi non thiêng liêng sinh ra nhiều người lạ tôi trộm thấy một ẩn sĩ ở bình nguyên tên là Nễ Hành, năm nay 24 tuổi, tên tự là Chính Bình, phẩm chất kiên trinh, tài năng siêu việt, theo nghề văn học hiểu biết sâu rộng. Mắt thấy cái gì, miệng nói ngay ra được, tai nghe cái gì, bụng nhớ mãi không quên, tính tình hợp với đạo lý, suy nghĩ như có thần minh, so với người khéo suy tính như Hoàng Dương, người có tài nhớ lâu như An Thế nễ hành chẳng thua kém gì. Trung trình chính trực, chí khí trong sạch như tuyết xương. Nghe thấy điều thiện thì giật mình tỉnh ngộ, ghét kẻ gian ác như thù địch. So với đức hạnh của nhâm tọa tiết tháo của sử ngư, cũng không hơn được nễ hành. Hàng trăm chim ưng không bằng một chim bằng. Nếu cho hành được ở trong chiều, chắc có nhiều việc tốt đẹp biện luận hăng hái, khí thế mạnh mẽ, có thể giải quyết được nhiều nghi vấn và cho đi chống với địch cũng có thừa sức. Xưa giả nghị muốn đi thử tài ở cõi ngoài, toàn dùng mưu mẹo bắt chúa thiền vu. Trung quân định lấy giải mũ dài, khiên chế nước Việt, chí khí khẳng khái của những người thanh niên rất được đời trước khen ngợi. Gần đây lộ toái, nghiêm tượng cũng vì có tài lạ, được cất nhắc làm đài lang nễ hành có thể ví được với những người ấy nếu cho nễ hành được như rồng bay trên trời chim vỗ cánh trên mây nổi tiếng ở ngôi cử vi nhà ánh sáng hồng nghê tất có thể làm vẻ vang cho sĩ phu trong triều và thêm sự oai nghiêm cho bốn cõi nơi tấu khúc quảng nhạc ở quân thiên phải có vẻ kỳ diệu trốn cung điện nhà vua nên có thứ báu phi thường cũng như lũ nễ hành thật là hiếm có những điệu hay như khúc kích sở khúc dương a đều là nghề nhạc phải chuộng những ngựa hay như ngựa phí thì ngựa yêu nhiễu phi chạy rất nhanh đều là bọn lương nhạc rất cần dù ý kiến nhỏ mọn tôi cũng xin bạo dạn tâu lên vua nghe nhà vua dùng người rất cẩn thận xin hãy thử xem. Xin cho phép hành là người áo vải được gọi vào bệ kiến. Nếu hành không có tài năng gì, tôi xin cam chịu dối vua. Vua xem xong bài biểu, đưa cho Tào Tháo. Tháo sai người đi mời hành đến. Hành đến lễ xong, Tháo không mời ngồi. Hành ngừng mặt lên trời than rằng. Giời đất rộng thế này, sao không có một người nào? thao nói thủ hạ ta vài mươi người đều là anh hùng đời nay sao bảo là không có người Hãy nói xin cho biết thao nói tuần úc tuần du quách gia trình dục có nhiều mưu trí dù tiêu hà trần bình ngày xưa vị tất đã bằng trường liêu hứa chử lý điển nhạc tiến sức khỏe không ai địch nổi dù sầm bành mã vũ ngày xưa chưa thấm vào đâu lã kiền mãn sủng làm tổng sự vù cấm từ khoảng làm tiên phong hạ hầu đôn là bậc kỳ tài trong thiên hạ tào hồng là vị phúc tướng trên đời sao dám bảo là không có người hành cười đáp rằng ông nói lầm rồi những nhân vật ấy tôi biết cả tuần úc nên sai đi viếng tang thăm bệnh tuân du nên sai đi giữ mà coi mồ trình dục nên cho đi đứng gác cửa ngõ quách gia nên để bình phú ngâm thơ trương liêu cho đi đánh trống khua chiêng hứa sử cho đi chăn trâu dắt ngựa nhạc tiến cho đi nhận thư đọc chiếu lý điển cho đi chạy giấy đưa thư lã kiền nên để mài dao đúc gươm mãn sủng nên để uống rượu ăn giấm vù cấm thì được việc khiêng ván đắp tường. Từ khoảng thì giỏi về mổ lợn giết chó. Hạ Hầu Đôn thì gọi là tướng quân có đủ chân tay. Tào Hồng thì gọi là thái thú vòi tiền. Còn những đồ kia là đồ giá áo túi cơm, thùng rượu bị thịt cả. Tháo giận hỏi. Mê có tài gì? Hành đáp. Thiền văn, địa lý, không thứ gì, không biết, Tam giáo, cửu lưu, không thứ gì không hiểu. Trên có thể giúp nhà vua làm được bậc nghiêu thuấn, dưới có thể sánh đạo đức với bậc khổng nhan. Ta nào thèm bàn chuyện với hạng người tầm thường đâu. Bây giờ Trương Lưu đứng bên cạnh, tuốt gươm toàn chém nễ hành. Tào Tháo nói, ta đường thiếu một cổ lại, tức người đánh trống. Nay mai trong chiều có việc yến hạ, nên sai hành xung vào trước ấy. Hành chẳng chối từ gì cả, nhận lời rồi đi ra. Điều hỏi Tháo, người ấy nói sức sao không giết đi? Tháo nói, người ấy vốn có hư danh, gần xa đều biết. Này giết hắn đi, sợ thiên hạ chia ta không biết dùng người. Hắn đã tự khoe khoang thế, ta bắt làm cổ lại cho hắn nhục. Hôm sau, Tháo mở tiệc yến trên sảnh đường, thết các tân khách sai cổ lại ra đánh trống người cổ lại cũ nói rằng đánh trống phải mặc áo mới hành cứ mặc áo cũ đi vào đánh ba hồi trống theo khúc ngư dương âm điệu điêu tao lắm chìm bổng nhịp nhàng như tiếng kim tiếng thạch những người ngồi ăn nghe đều cảm thương chảy nước mắt tả hữu quát rằng sao không thay áo hành cởi tuột quần áo khỏa thân đứng dậy Khách ngồi ai cũng che mặt. Hành lại khoan thai, mặc quần áo, sắc mặt không thay đổi. Thao mắng. Trên chỗ miếu đường, sao lại được vô lễ? Hành nói. Dối vua, lửa dưới mới gọi là vô lễ. Ta lộ cái hình hài của cha mẹ sinh ra là để tỏ cái thân thể thanh bạch của ta đấy. Thao hỏi. Mi là thanh bạch thì ai là dơ độc? Hành đáp. Mi không biết người hiền, người ngu là mắt đục, không học thi thư là mồm đục, không nghe lời chung là tai đục, không hiểu chuyện xưa nay là thân đục, không dung các chư hầu là bụng đục, thường muốn cướp ngôi là ruột đục. Tao là danh sĩ thiên hạ, mi dùng làm cổ lại, khác gì dương hóa khinh đức hồng tử, tang thương chê thầy mạnh tử. Mày muốn dựng nghiệp vương bá mà lại khinh người thế à? Bây giờ Khổng Dung cũng ngồi ở đó, sợ Tháo giết Nễ Hành. Khoan thai tiến lên nói, Nễ Hành, tội bằng kẻ tù đồ, không xứng đáng với lòng mong đợi người hiền của tướng công. Tháo trò Nễ Hành bảo, nay cho người sang Kinh Châu, nếu dụ được lưu biểu quy hàng, ta sẽ dùng ngươi làm chức công khanh. Hành không chịu đi, tháo sai chuẩn bị ba con ngựa bắt hai người kèm thúc phải đi lại sai văn võ thủ hạ đặt tiệc ở ngoài cửa đông để tiễn tuần úc dặn mọi người rằng hệ thấy nễ hành đến đừng ai đứng dậy khi hành đến xuống ngựa vào chào mọi người đều ngồi yên hành cất tiếng khóc hu hu tuần úc hỏi cớ sao khóc hành đáp đi trong đám áo quan người chết sao lại không khóc mọi người đều nói chúng ta là thây chết còn mày là con ma điên không đầu hành nói ta là bầy tôi nhà hán không vào đảng với tào man sao chẳng có đầu mọi người muốn giết hành ốc ngăn lại nói nó như con chuột con sẻ giết chẳng bỏ bẩn gươm hành nói ta à, là chuột sẽ còn có tính người chúng bay chỉ là giống sâu bọ mọi người tức giận đứng dậy về cả hành đến kinh châu vào yết kiến lưu biểu miệng tuy khen ngợi đức tốt nhưng vẫn có ý chào phúng biểu không bằng lòng sai đến giang hạ gặp hoàng tổ có người hỏi biểu rằng đệ hành giám sức đùa cợt chúa công sao chúa công không giết đi biểu nói Nệ hành nhiều lần làm nhục Tào Tháo. Tháo không giết, sợ mất lòng thiên hạ. Cho nên mới sai hắn đến đây. Có ý mượn tay ta giết hắn, để cho ta mang tiếng hại người hiền. Bởi vậy ta sai hành đến gặp Hoàng Tổ, để cho Tháo biết là ta không dại gì đâu. Mọi người đều khen phải. Bây giờ viên thiệu cũng sai sứ đến, biểu hỏi các mưu sĩ bản sơ sai sứ đến, mạnh đức cũng sai nễ hành đến, nên theo bên nào? Tòng sự trung lang tướng là Hàn Tung đứng dậy nói. Này hai nhà ấy đang kình địch nhau. Tướng quân nếu muốn làm việc lớn, nên thừa cơ xem bên nào được thì đánh. Nếu không bên nào giỏi thì theo. Này Tào Tháo khéo dùng binh, người huyền tuấn theo nhiều. Thế tất đánh viên thiệu trước, rồi đem binh quay sang Giang Đông. Tôi sợ tướng quân không chống nổi. chi bằng đem Kinh Châu hàng tào Tháo. Tháo rất trọng đãi tướng quân. Biểu nói, Người hãy đến Hứa Đô, xem động tĩnh sao đã, rồi sẽ làm sao. Tùng nói, Vua tôi đều định phân rõ ràng. Nay tôi thở tướng quân. Dù tướng quân sai, tôi nhảy vào nước sôi nửa bỏng tôi không dám từ. Nếu tướng quân thật lòng trên thờ thiên tử, dưới theo tảo công, thì hãy sai tôi đi. Nếu còn dùng ràng chưa quyết, một khi tôi đến kinh sư, thiên tử cho tôi một chức quan nhỏ, thì bây giờ tôi là tôi con của thiên tử, không còn là người liều chết theo tướng quân nữa đâu. Biểu nói, người cứ đi, ta đã có chủ ý. Tùng đến hư đô, ra mắt tào tháo, Tháo cho Tùng làm thị trung, lĩnh chức thái thú ở Linh Lăng. Tuần Úc nói, Tùng đến đây để do thám, chưa có công lao gì, sao đã trọng thưởng cho chức ấy. Nệ hành chưa thấy tin tức gì, sao thừa tướng lại lờ đi không hỏi. Tháo nói, nệ hành làm nhục ta quá, cho nên mượn tay lưu biểu giết nó đi, còn hỏi làm gì. Tháo sai Hàn Tung về Kinh Châu, dụ lưu biểu. Tùng về ra mắt lưu biểu, xưng tụng thịnh đức triều đình và khuyên biểu cho con vào chầu. Biểu giận lắm, nói. Mi hai lòng chăng? Toàn sai đem chém. Tùng kêu to. Tướng quân phụ tôi. Tôi có phụ tướng quân đâu. Khoai lương nói. Trước khi đi, Tùng đã phân trần rõ rồi. Lưu biểu bèn tha cho Tung. Lúc ấy có người vào báo, hoàng tổ chém nễ hành rồi biểu hỏi cớ làm sao người báo thưa hoàng tổ nễ hành cùng uống rượu hai người đều say tổ hỏi hành người ở hứa đô có biết ai là người khá hành đáp có thằng bé nhớn là khổng văn cử thằng bé con là dương đức tổ ngoài hai đứa ấy không có đứa nào nữa tổ hỏi như ta thì thế nào hành đáp người như tượng thần trong miếu, tuy được người ta cúng tế nhưng chẳng thiêng liêng gì. Tổ giận nói, mi bảo ta là tượng gỗ à? Rồi sai đem chém. Nễ hành chửi hoàng tổ đến lúc chết, không dứt mồm. Lưu biểu nghe tin nễ hành chết cũng thương hại giờ lâu. Rồi sai táng bên bãi anh võ. Người sau có thơ than rằng, hoàng tổ gia chi lượng hẹp hòi nễ như ngọc quý bỗng chôn vùi đến nay qua viếng chôn anh võ chỉ thấy vô tình nước chảy xuôi tào tháo nghe tin nễ hành bị hại cười nói gầm lưỡi của kẻ khổ nho mình lại giết mình tháo không thấy lưu biểu đến hàng muốn đem ngay quân đến hỏi tội tuần úc can viên thiệu chưa dẹp được lưu biểu chưa xiết được mà muốn dùng binh ở giang hán khác nào bỏ chỗ gan ruột mà chỉ nhìn đến chân tay nay nên diệt viên thiệu trước rồi đánh lưu bị còn giang hán thì chỉ quét một nhát là sạch tháo nghe theo đây nói sau khi đồng thừa từ huyền đức ngày đêm bàn soạn cùng bọn vương tử phục nhưng không nghĩ được cái gì năm kiến an thứ hai năm 200 sau công nguyên, nhân ngày nguyên đán, các quan vào chầu mừng vua. Đồng thừa thấy Tào Tháo ngang ngược, kiêu căng quá, tức giận thành bệnh. Vua biết tin có sai quan Thái Y đến chữa. Quan Thái Y là người Lạc Dương, họ cát tên Thái, tự là Sưng Bình. Người ta vẫn gọi là Cát Bình, là thầy thuốc giỏi lúc bấy giờ. Bình đến phủ đồng thừa, dùng thuốc điều trị sớm tối không rời lúc nào bình thường thấy đồng thừa thở ngắn thở dài nhưng không dám hỏi rõ cặp hôm dằm tháng riêng cát bình cáo từ xin về nhà đồng thừa mời ở lại hai người cùng uống rượu uống đến canh khuya thừa mỏi mệt cứ mặc cả áo ngả mình xuống ngủ cho thấy người báo có bọn vương tử phục bốn người nữa đến thừa ra đón vào. Từ phục nói, việc lớn xong xuôi rồi. Thừa hỏi, xin cho biết đầu đuôi. Từ phục nói, lưu biểu kết liên với viên thiệu, khởi 50 vạn quân, chia làm 10 đường kéo đến. Mạ đàng kết liên với hàn toại, khởi quân Tây Lương, 72 vạn từ mặt Bắc đánh lại. Tào Tháo đem hết cả binh mã ở hứa xương, chia đường ra địch trong thành bỏ không. Nếu chúng ta họp cả gia nhân, năm nhà cũng được hơn một nghìn người. Nhân đêm nay, trong tướng phủ ăn tiệc to, vui tiết nguyên tiêu, chúng ta vây tướng phủ, xông vào giết tàu, không nên để lỡ cơ hội này. Thờ mừng lắm, lập tức gọi gia nhân nhặt nhạnh các đồ khí giới, tự mình vào mặc áo giáp, cầm giáo lên ngựa, hội ở cửa trong tướng phủ cùng tiến quân vào. Cành hai đêm hôm ấy, các quan đều đến. Đồng thừa tay cầm bảo kiếm, đi bộ thẳng vào. Thấy Tào Tháo đang ăn tiệc ở nhà sau, gọi to lên rằng. Giặc Tháo không được chạy. Rồi phất gươm một nhát, Tháo gục ngay xuống. Thừa mở choàng mắt dậy, thì là một giấc chiêm bao. Miệng thừa còn lảm nhảm chửi tào tặc. Cát Bình đến trước mặt hỏi ông muốn hại tào công à thừa sợ cứng lưỡi không nói cát bình nói xin quốc cữu yên tâm tôi tuy là một thầy thuốc nhưng không bao giờ quên nhà hán mấy hôm nay tôi thấy quốc cữu than thở chưa dám hỏi vừa rồi nghe lời nói trong mộng biết rõ thực tình xin đừng giấu giếm nếu quốc cữu có dùng được tôi vào việc gì dù bị giết cả chín họ Tôi cũng không hối hận gì. Thừa bưng mặt khóc. Chỉ sợ ngươi không có bụng thực. Bình bèn cắn đứt một ngón tay ra để thề. Thừa đem tờ mật chiếu cho Bình xem, rồi nói. Nay mưu việc chưa xong là vì huyền đức, mã đằng đi cả. Không nghĩ được cái gì, nên ta thương cảm thành bệnh. Cát Bình nói. Không cần các ông phải dụng tâm. Tính mệnh Tào Tháo chỉ ở trong tay tôi. Thưa hỏi vì cớ gì? Bình nói. Tháo thường có bệnh nhức đầu, đau thấu xương tùy Mỗi khi bệnh phát là gọi tôi đến chữa. Phòng thử nay mai có gọi, chỉ cho một liều thuốc độc là hắn đi đời mà. Thừa nói, nếu được như thế, cứu được xã tắc nhà hắn đều nhờ ông cả. Cát Bình từ giã trở về, thừa mừng thầm đi vào nhà trong gặp ngay người đầy tớ là tần khánh đồng đang cùng con hầu là vân anh thì thầm nói chuyện với nhau trong xó tối thừa cả giận gọi tả hữu sai đem giết cả hai người phu nhân can xin tha chết chỉ đánh mỗi người bốn mươi trượng rồi đem khánh đồng giam vào trong buồng lạnh khánh đồng tức lắm nhìn đêm bẻ gãy khóa nhảy qua tường ra ngoài, chạy tắt ngay đến phủ Tào Tháo, báo có việc cơ mật. Tháo gọi vào nhà kín gạn hỏi. Khánh Đồng nói. Tôi thấy Vương Tử Phục, Ngô Tử Len, Trùng Tập, Ngô Thạc, Mã Đằng, năm người ở trong phủ chủ tôi bàn việc bí mật. Chắc là bảy mưu hại thừa tướng. Chủ tôi đem một đoạn lụa trắng, không biết viết những gì. Mấy hôm nay, Cát Bình cắn ngón tay ăn thề tôi cũng trông thấy. Tào Tháo giấu Khánh Đồng trong phủ. Đồng thừa tưởng là hắn trốn đi phương khác cũng chẳng tìm bắt. Đến hôm sau, Tào Tháo giả tảng nhức đầu, cho mời Cát Bình đến chữa thuốc. Cát Bình nghĩ thầm. Số tiền này đến ngày chết rồi. Bèn ngầm đem một lọ thuốc độc vào phủ. Tháo nằm trên giường, sai Bình bốc thuốc. Bình nói bệnh này, thừa tướng chỉ uống một nước thuốc là khỏi. Thao sai đem siêu thuốc đến, sắc ngay trước mặt. Thuốc sắp cạn, bình ngâm đổ thuốc độc vào, rồi rót ra, dâng lên. Tháo đã biết trước, cố ý chậm chạp, không uống vội. Bình nói, thuốc đang nóng, thừa tướng uống ngay cho, ra mồ hôi thì khỏi. Tháo đứng lên nói, người đã học sách, tất biết lễ nghĩa. Vua có bệnh uống thuốc, bể tôi phải nếm trước. Bố có bệnh uống thuốc, còn phải nếm trước. Người là tâm phúc với ta, sao không nếm đi? Cát Bình nói, thuốc để trị bệnh, sao lại bảo người nếm trước? Bây giờ Cát Bình biết là việc đã bị lộ, bước nhanh lên trước, định nắm lấy tay Tháo, đè xuống để đổ thuốc vào. Tháo đẩy thuốc ra, đổ cả xuống đất, gạch đều nứt vỡ. Tháo chưa kịp nói, và hữu đã bắt ngay cát bình trói lại. Tháo nói, Ta có đau đâu, cốt thử mi đó thôi, mi thực có bụng hại ta. Nói rồi gọi hai mươi người ngục tốt lực lưỡng điệu bình ra vườn sau khảo tre. Tháo ngồi trên đình, bình bị trói nằm dưới đất. Bình mặt mũi tươi tỉnh như thường, không hề sợ hãi. Tháo cười mà hỏi rằng, Thư Mi là một tên thầy thuốc, sao dám mưu hại ta? Tất nhiên có người xui dục, hệ xưng ra thì ta tha cho. Bình mắng. Mi là thằng giặc dối vua lửa trên, cả thiên hạ đều muốn giết Mi, chẳng cớ mình ta. Tháo lại hai ba lần tra hỏi, Bình giận nói. Tự ta muốn giết Mi, sao lại bảo có người sai ta? Này việc không thành, chỉ có chết là cùng tháo giận lắm sai ngục tốt đánh thật đau đánh suốt mười hai giờ nát da xé thịt máu chảy đầy thềm thao sợ đánh chết không có ai đối chứng bèn sai ngục tốt đem ra chỗ tĩnh tạm cho nghỉ ngơi tháo truyền lệnh đến hôm sau mở tiệc mời các quan đến uống rượu hôm sau các quan đến cả duy có đồng thừa cáo ốm không đến bọn vương tử phục sợ tháo sinh nghi đành phải có mặt tháo mở tiệc trong hậu đường rượu được vài tuần tháo nói trong bữa tiệc chẳng có gì làm vui nay tôi có một người có thể làm các quan tỉnh rượu liền gọi hai mươi ngục tốt điệu ra đây cho ta một lát thấy cát bình cổ đeo một cái gông dài bị lính điệu đến tháo nói các quan không biết người này kết liên với ác đảng muốn làm phản triều đình mưu hại tôi này trời làm cho mưu gian của nó bại lộ xin các quen nghe lời cung của nó thao sai đánh cho một chập bình nằm lịm ở dưới đất lính lấy nước phun vào mặt bình tỉnh lại trợn mắt nghiến răng mắng giặc tháo không giết ta đi còn đợi đến bao giờ thao nói trước có sáu người đồng mưu cộng mi vào nữa là bảy có phải không bình chỉ mắng chửi rầm lên Lũ vương tử phục, bốn người đưa mắt nhìn nhau, khác nào ngồi trên bàn trông. Thao sai lính vừa đánh vừa lấy nước phun vào mặt. Bình tuyệt nhiên không mở miệng van xin. Tháo thấy không sưng, sai hãy mang đi. Các quan tan tiệc trở về. Tháo chỉ lưu bọn vương tử phục bốn người ở lại để ăn tiệc đêm. Bốn người không còn hồn vía nào nữa, phải ở lại. Tháo nói, đáng lẽ Tôi cũng không muốn lưu bốn ông lại làm gì. Nhưng có chút việc muốn hỏi. Bốn ông cùng đồng thừa bàn nhau những việc gì? Từ Phục nói. Không có bàn việc gì cả. Tháo lại hỏi. Thế trên mảnh lụa trắng viết những cái gì? Lữ Tử Phục đều chối. Tháo lại sai gọi Khánh Đồng ra làm chứng. Từ Phục nói. mi trông thấy ở chỗ nào? Khánh Đồng nói các người sáu người bí mật họp một chỗ viết chữ lên mảnh lụa chối sao được tử phục nói tên này là đầy tớ thông dâm với nàng hầu của quốc cữu vì phải đòn nên tức mà vu càn cho chủ xin thừa tướng đừng nghe thao nói cát bình định đánh thuốc độc cho ta phi đồng thừa sai nó thì còn ai lũ tử phục đều nói là không biết thao nói bây giờ thú ngay còn có thể tha được. Nếu đợi đến việc vỡ ra thì không sao dung được nữa đâu. Bọn tử phục đều nói là không có việc ấy. Tháo quát tả hữu đem bốn người bỏ ngục. Hôm sau, Tào Tháo đem mọi người thẳng đến phù đồng thừa, nói là để thăm bệnh. Thừa phải ra đón. Tháo hỏi, sao đêm qua quốc cữu không lại dự tiệc? Thừa nói, bệnh chưa được khỏi nên không dám đi tháo hỏi đó là cái bệnh lo việc quốc gia chứ gì thừa giật mình tháo hỏi quốc cữu có biết việc cát bình không thừa nói không biết tháo cười mát nói sao quốc cữu lại không biết rồi bảo tả hữu điệu nó lại đây để chữa bệnh cho quốc cữu đồng thừa rụng rời cả chân tay được một lát, hai mươi tên ngục tốt dắt Cát Bình đến dưới thềm. Bình mắng lớn. Nghịch tạc tao tháo. Tháo bảo thừa. Cát Bình đã xưng ra bọn tử phục bốn người. Ta đã bắt giam cả rồi. Này còn một người nữa, chưa bắt được. Nhân hỏi Bình. Ai say mi đến đánh thuốc độc ta, phải xưng ngay lập tức. Bình nói. Trời sai ta đến giết thằng nghịch tạc tháo giận thét đánh trên mình thắt bình không còn chỗ nào đánh được nữa thừa ngồi trông lỏng như dao cắt tháo lại hỏi bình mì mười ngón tay sao còn có chín bình nói còn ngón nữa ta cắn ra để thề giết thằng quốc tặc rồi tháo say mang dao chặt nốt chín ngón tay bình và bảo cắt cả để cho bi ăn thề bình nói Mất tay ta hãy còn mồm để nuốt giặc, còn lưỡi để chửi giặc. Tào Tháo lại sai lính lấy dao cắt lưỡi. Bình nói, hãy thông thả, chịu hình không nổi, cởi trói ra để ta xưng. Thao nói, ta chẳng ngại gì. Bèn sai cởi trói ra. Bình đứng dậy, quay mặt về cửa khuyết, thụp xuống lậy, và nói, tôi nay không giết được giặc để cứu nước cũng là số trời. Lậy xong, đập đầu xuống thềm mà chết. Tháo say xẻ thây ra để hiệu lệnh. Bây giờ là tháng riêng, năm thứ năm, niên hiệu kiến an. Sử quan có thơ rằng, Hán triều đang vận yếu, thầy thuốc có xưng bình, xin thề trừ gian đảng, liều thân báo thánh minh, cực hình không chịu khuất, chết thảm vẫn như sinh mười ngón đầm đìa máu muôn thuở còn lưu danh tào tháo thấy cát bình đã chết sai lính dẫn khánh đồng vào tháo hỏi quốc cửu dễ cũng biết người này chứ thừa giận quát lên rằng quân đẩy tớ đi trốn sao lại về đây nên đem giết đi tháo nói người ấy tố cáo kẻ làm phản này đến đối chứng ai dám giết thừa nói sao thừa tướng lại để tay nghe lời một đứa ở đi trốn tháo nói bọn vương tử phục ta đã bắt cả chúng đã cung sưng rõ ràng vì còn chối à lập tức sai tả hữu lôi đồng thừa xuống cho lính vào khám xét chỗ buồng nằm tìm được tờ mật chiếu khâu trong đai và tờ nghĩa trạng tháo đọc xong cười nói lũ chuột sao dám làm như thế rồi sai bắt cả nhà đồng thừa tống giam, không để cho một người nào chạy thoát. Tháo về phủ, đem tờ chiếu và tờ trạng cho các mưu sĩ xem. Bàn muốn bỏ hiến đế, lập vua khác. Thế thực là, mấy hàng chiếu đỏ thành mơ hão, một mảnh thư thề xảy vạ to. Chưa biết tính mệnh hiến đế ra sao, xem đến hồi sau sẽ rõ.